Ê chồng, làm cái gì vậy? Chồng đang nấu phở cho cả nhà mình ăn sáng nè. Vợ, xuống đây giúp một tay đi. Em là đầu bếp, nếm thử hôm nay nấu ngon không? Đây để anh múc cho. Đâu? Múc ra chén đi uống thử rồi. Ngon không? Anh nấu ăn cho em bao nhiêu năm rồi, nấu cái gì mà lạnh nhách vậy? Thử đi. Mới sáng ra mà để bị chửi rồi. Mà thấy vừa mà. Vừa đâu mà vừa. Tôi nói lạc là lạc. Bây giờ tôi là đầu bếp hay anh là đầu bếp? Thêm muối vô. Có cái nồi phở mà nấu cũng không xong. Dạy bao nhiêu lần. Vô đưa coi coi. Em thử đi. Cho cái gì mà tiết kiệm vậy? Coi coi. Lạc nhất à. Em ơi, vậy là mặn lắm á. Mặn gì mà cả mặn, không có cãi. Ông này sao mà lạc dữ vậy ta? Vậy bỏ nguyên sao vẫn lạc à? Trời đất ơi, còn gì là nồi phở của tôi nữa. Gì vậy? Vợ anh nấu ăn là số 1. Thôi ăn đi con, ăn đi con. Thôi con mời cả nhà nha, con mời má. Ăn đi con. Mời ba mọi người. Ăn ngon nha con gái. Ăn đi cục vàng. Trời ơi. Thịt cho con xin miếng nước. Sao mà mặn quá vậy? Ba ơi, nay ba nấu sao mà mặn vậy? Ba khổ tâm lắm con ơi. Ôi nhà mình nay làm cái gì vậy? Mặn đâu mà mặn. Cái nhà này thiệt á. Nấu ăn càng ngày càng dở là sao vậy con? Nước lèo này là vợ con nêm. Thiệt con nêm á. Thôi là con nêm mà còn đỡ đỡ vậy á. Thiệt lạc quá. Lạc quá. Thêm nước mắm vô ăn mới chịu nổi chứ. Vừa vừa thôi em. Ấy quá tăng xong chết đó em ơi. Anh nấu ăn riết đó là em coi không được rồi đó nha. Làm như mày bị mất vị giác rồi sao á. Má nói cái gì vậy? Mặn không? Mặn đâu mà mặn, lạc nhách à? Má nha. Con là đầu bếp không có nói suối nói quẩy đi rồi hả? Mất việc chết luôn á. Ôi mọi người đừng có chê khen nữa. Cay không con? Cay không con? Không. Đưa vợ mày đi khám đi. Đúng rồi đó ba. Cầu cho trời quang mây tạnh, con cái thuận hòa, tai qua nạn khỏi. Sao rồi con? Sao rồi? Má ơi, bác sĩ nói là vợ con bị mất vị giác tạm thời. Hiện giờ chỉ có cách là uống thuốc điều trị thôi. Cũng nói là khi nào sẽ khỏi nữa. Mắc gì tôi bệnh, ông nghẹn như vậy? Sợ. Sợ. Tội nghiệp con tôi quá đi trời ơi. Ôi, bây giờ con không biết làm sao đây nữa. Làm đầu bếp mà không có nêm nếm được cho người ta là sao mà làm? Chắc nghỉ việc luôn quá. Không được. Bình tĩnh. Đã có má đây. Nha. Ngồi yên đó. Ngồi yên đó. Ngồi yên đó. Má tính làm gì vậy trời? À, để anh rót trà cho vợ. Đây. Má
sẽ trị bệnh cho con. Ủa gì vậy má? Tự nhiên má ôm nguyên hũ rượu lên vậy? Mày yên đó, mày không biết gì hết. Có chữa sẽ có lành. Không được má ơi. Tại vì má đâu phải là bác sĩ, má đâu có thể cho vợ con uống tùy tiện. Lỡ vợ con có chuyện gì nặng hơn sao? Mày không biết gì hết, ngồi yên đó. Đúng rồi, không biết cái gì thì ngồi yên đi. Má tôi nói cái gì cũng đúng rồi đó. Em nói cái gì cũng đúng rồi đó. Em uống đi. Uống đi. Uống tên đó má. Uống hết cho má. Sao sao? Ủa sao má cho con uống nước lọc chi vậy? Rượu mà con. Nước lọc rõ ràng là nhất là nhơ à. Hãy bình tĩnh. Bây giờ uống hết cái ly này cho má. Uống hết đi rồi mới biết được cái hiệu quả của nó. Uống đi. Uống đi em. Uống đi em. Uống đi. Ủa sao má cho con uống nước lọc hoài vậy? Má lừa con hả? Ủa, ủa má, má làm gì vậy? Cái ly này là gì vậy? Nước muối đậm đặc con à. Trời đất ơi, nước muối mà em không cảm giác cái gì hết hả? Con không có cảm giác gì hết. Ôi chết con tôi rồi, vậy là chết con tôi rồi. Em yên tâm, em yên tâm. Anh còn một cách nữa, anh còn một cách nữa. Để con. Chờ xíu. Nào con hãy rung rinh cái lưỡi con coi nào. Rồi. Gì vậy? Em chịu khó uống hết ly nước này. Cái gì vậy? Anh bị điên hả? Sao cho tôi uống nước nóng? Con cảm giác. Thôi. Vui quá hả? Phỏng muốn lột lưỡi luôn rồi, giỡn. Hai người mừng quá. Nói cho mà biết, tôi bị mất vị giác chứ không phải là mất cảm giác. Uống nước sôi vô cho chết này chi vậy? Mệt quá. Không ai giúp được cái gì hết trơn á. Đi biến đi hết đi. Nhìn em uống thuốc kiểu này lòng phải đau như cắt luôn. Biết khi nào vị giác của em mới trở lại đó. Ông thì sao nóng sến như vậy trời. Vợ yêu à, vợ có biết cuộc đời của anh chỉ một mình em không? Bây giờ em phải hiểu được một điều như thế này. Cuộc đời không ai là có tất cả, mà cũng không ai là mất tất cả đâu em ạ. Khi mà mình, ông trời ông đã lấy đi vị giác của em thì chắc chắn ông sẽ cho em lại tiền tài, em hiểu không? Anh đang có âm mưu gì đúng không? Hả? Không phải. Vậy nè, tức là bây giờ á, em bị mất vị giác rồi. Em đâu thể nào đi làm đầu bếp để tiếp tục nuôi gia đình đúng không? Thì sao? Anh mới coi cái clip trên mạng. Nè, em coi đi. Ở trong đây á, người ta thách đố là nếu như mà ai ăn được tô mì xíu cay này sẽ được giải thưởng là 4 triệu bạc. Bây giờ em thử nghĩ đi. Em không những ăn một tô mà em ăn 10 tô danh, thậm chí là 100 tô. Lúc đó em có 40 triệu, thậm chí là 400 triệu. Mình lấy cái tiền đó mình nuôi sống gia đình. Đúng không? Hay ha. Ai yên mày ấy đó. Anh đau. Cho anh chết. Anh dám lợi dụng bệnh tật của vợ để trục lợi hả? Đáng ghét. Em không hiểu gì hết á. Cái này không phải là bệnh tật, mà đây gọi là năng lực siêu phàm. Đâu phải ai cũng có được năng lực như em, hiểu không? Mà thôi, nếu mà em thấy cái điều này nó khó quá thì thôi. Cùng lắm bây giờ tương lai là anh sẽ đi móc bọc, anh đi lụm ve chai để nuôi sống gia đình thay cho em thôi. Cũng được mà. Được, em sẽ lấy 4 tỷ cho anh coi.
Trước khi lấy 4 tỷ mình phải thực tập trước nha. Xin giới thiệu với em, trong đây gồm 16 loại ớt siêu cay, cực phẩm từ các nước khác nhau. Ở đây á, tô mì này không phải là tô mì cay bình thường đâu, mà là bà nội của mì cay. Mà ông làm gì mà mắt mũi ông nước mắt tùm lum tèm lem rồi mũi rồi đỏ quét vậy? Đó, nãy sắc ớt đó, hít mùi ớt không riết mà lụi mũi đỏ luôn đó. Ăn đi em, ăn đi em, hãy vì 4 tỷ của chúng ta. Ăn đi em, 4 tỷ. Ủa bộ em cay hả? Ăn hồi nào mà cay cha? Thì uống nước gì? Thì uống lấy gì lấy vị. Trời ơi, không có vị giác còn bày đặt uống lấy vị nữa trời. Nói nhiều quá, bình thường tôi cũng uống nước nhiều vậy. Mệt quá. Không sao, không sao, anh sẽ cổ vũ tinh thần nha. Mà xà nó bóp. Cố lên. Vì 4 tỷ, sự nghiệp của chúng ta. Ồn quá. Bây giờ trong khi tôi ăn nè, đi lấy tôi bình nước khác. Đi, lẹ lên. Bốn tỷ. Cố lên, 4 tỷ. Ý chà, trời ơi, ăn là nhìn thấy là biết là không có cảm nhận được cái mùi vị gì đó. Trời ơi, không những 4 tỷ đâu nha, còn 40 tỷ, 400 tỷ. Nói thẳng nha, chỉ cần như vậy thôi là đủ à. Cố lên, ăn hết luôn em, ăn hết luôn, gấp nhiều lên, phải ăn hết được mới lấy tiền người ta được. Cố lên. Ủa mà xí, em đâu có cảm thấy gì đâu mà em muốn cái gì? Trời ơi, cay quá. Ủa, vậy là anh đã giúp em lấy lại dị giác rồi. Hay quá, đâu có cần 4 tỷ nữa, có dị giác. Dị giác cái đầu của ông á. Cái này á là không phải là nhờ ông cho tôi ăn cay mà hết. Tại vì tôi uống thuốc của bác sĩ cho, thuốc công hiệu, tôi mới lấy lại được dị giác, hiểu chưa? Cay quá. Ngồi xuống đây. Cái gì vậy? Ăn hết tô mì cho tôi. Anh không biết ăn cay. Ăn. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng